mọi người, hôm nay là full day đầu tiên của My và Trí tại Singapore. Nên là bây giờ mình sẽ roll lại cái clip hôm qua lúc mà bọn mình bay tới thì bọn mình làm gì nha. Món đầu tiên là mình ăn gì? Bây giờ đã là 9 giờ tối mà hồi nãy ăn ở trên máy bay lâu quá nên là bây giờ mình chỉ ăn dứa xong rồi đi mua thêm set để buổi tối mà ra đó có thể ăn được. Chị đã xong với em bây giờ của chị rồi, chị thay em mọi người trang đã đẹp rồi. Và bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị đi Universal. Nên là đó lý do tại sao mình mặc áo tay dài thì mình sợ nắng. Và Chí cũng mặc áo tay dài thì sợ nắng. Ok, bọn mình đi. Thôi. Mấy phút nữa Sea Aquarium mới mở cửa cho nên bây giờ mình đi Stars. Stars. Và bọn mình đã mua được nước. Đây là Strawberry Acai. Nước yêu thích của Mi. Quên kể với mọi người là chuyến đi lần này là chuyến đi anniversary và sinh nhật của Mi. Đó lý do tại sao bọn mình quyết định đi Singapore cho mình có thể đi shopping và đi Universal. Thank you love. Không có gì. Sau khi đi Universal về thì bọn mình đi ăn lẩu cho bữa tối. Và đến món tráng miệng thì bọn mình ăn crepe tại nhà hàng French Fold. Mi tình cờ search ra nhưng hình như quán này cũng đang rất hot tại Sing. Nên mọi người nhớ ghé thử nếu là fan của bánh crepe hay đồ Pháp nha. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi tối ngày hôm nay. Thì Mi vừa mới về tới nhà và Mi sẽ có một cái Sephora haul nhỏ nhỏ để mọi người xem là hôm nay gì. Hôm nay Mi mua cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà ra bill đến tầm 600 đô Sing làm thấy Sephora ở Singapore hơi mắc hơn so với Mỹ. Bắt đầu với món đầu tiên thì Mi mua cái mặt nạ AHA và BHA này của Herbivore. Tiếp theo là Hourglass, đây là phấn phủ. Mình mua cái mini size thôi chị vì mình biết là cái mini size này xài rất là lâu lắm. Đây, cái này nó cũng rất là tiện để đi du lịch nữa. Tiếp theo đó chính là kem chống nắng. Tiếp theo nữa đó chính là toner. Dạo này mình hay bị lỗi cái mụn ly ti ở dưới cằm á. Nên mình mua cái toner có AHA. Chúng ta có một cái lược Tangle Teaser. Ở hồi trước thì mình có một cái màu hồng, mình xài thì cũng được 10, cũng được 8 năm rồi. Nên là hôm nay mình thấy cái con octopus này, cái con vật tục để xinh quá. Nên là mình mua luôn.
là tiện đi du lịch. Okay. Món cuối cùng là một cái face oil. Hello. Hello. Nay bọn mình chuẩn bị đi Đức tour. Đức tour là mình đi tour ngay gần bãi Marina Bay và cũng tour ngay xung quanh khu sông ở Singapore. Và xe này nó vừa đi trên đường mà vừa xuống dưới nước luôn. Sau khi đi tour vịt về thì bọn mình ở trong khách sạn để làm việc đến tối muộn. Và buổi tối thì Trí muốn dẫn My đến tiệm kebab yêu thích của Trí nằm ở Crockway. Bọn mình mua hai chiếc bánh và đi bộ một chút để ngắm buổi đêm tại Singapore. Hôm nay mình ăn ramen nagi. Ramen nagi. Hôm qua thì My với Trí đi ăn Din Tai Fung, ăn dim sum xong rồi đi shopping nhưng mà cũng không shop được gì hết. Rồi đi về làm tới tối. Làm tới tối xong rồi đi ăn đêm. Nhưng mà ăn đêm thì mọi người có thể coi video ở trên TikTok của Trí. Tại vì hôm qua mọi người đi quay bút ban nên là mình không có quay trên vlog này. Và bây giờ bọn mình đang đi ăn ramen để tí nữa đi shopping chứ. Đây là mì của Trí. Đây là mì của My. Nhan xong cái này chắc là miệng My sẽ là màu đen. Shopping thì bọn mình đang chuẩn bị đi qua một khu shopping khác và đang mua trà sữa. Wow. Để mấy game bò của anh. Ngon. Winter melon. Việt Nam không bán. Việt Nam hồi trước có bán. Mà chắc bán không chạy đúng không? Ừ, không chạy đúng không? Người ta bỏ hết ra menu. Winter melon rất là nổi ở Mỹ. Đúng rồi. Nhưng mà Việt Nam mọi người là không thích mùi winter melon. Winter melon là mùi dưa lưới. Thế nó là sao? Mùi something. Some bean dao. Yes. Nhưng mà mọi người lại thích nước sâm bí đao bình thường hơn là ngon không? Ngon hơn trà sữa đường đen. Tại nó không có quá ngọt. Mà nó ngon hơn Okinawa mà nó vừa mát nữa. Bọn mình vừa tới sân bay. Hồi sáng này là định dậy đi ăn sáng nhưng mà phải soạn đồ để đến sân bay sớm. Rồi cuối cùng là không đến, không đi ăn sáng được. Nhưng mà đây là sân bay. Lobster là một trong những nhà hàng yêu thích của mình lúc mà mình còn đi du học. Nên là mình rất là vui. Đây là lobster roll và hai cái súp.
giờ bọn mình sẽ đi check in và bên máy bay đây. Hẹn mọi người trong rất kỳ sau. Cảm ơn mọi người đã tới hết rất ngày hôm nay của mình. See you.